Trên cái diễn đàn mạng xã hội mới đây, hình ảnh tên của Hồ Hennie được khắc trên một ngôi sao ở đại lộ danh vọng. Con đường đánh giá bậc nhất của Hollywood đã làm khán giả xôn xao bàn tán. Điều này là thật hay là tin đồn? Mời mọi người cùng theo dõi nhé! Ngay cả Hồ Hennie cũng không giấu được bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh này. Bạn có để ý cái tên này không? Ủa, tên tớ trên đại lộ danh vọng Mỹ mà, có ai trùng tên không? Tuy nhiên, hóa ra đây chỉ là một món quà mà hai người bạn của Hồ Hennie dành tặng cho cô khi có dịp đến đại lộ danh vọng. Cụ thể, ở địa điểm này thuộc Los Angeles, bang California, mọi người có thể xếp hàng để sắp xếp chữ theo ý của mình, gần giống như một ngôi sao thật của nghệ sĩ vĩ đại nào đó. Được biết đây cũng là một dịch vụ rất quen thuộc trên đại lộ danh vọng. Ngay tại cửa hàng của bảo tàng là những người ôm cả rổ chữ bằng đồng y như đồ xịn. Họ sẽ xếp bất cứ nội dung nào lên các ngôi sao trống với giá 10 đô là 233.000 đồng để du khách có được một bức ảnh sống ảo xịn sò. Dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy tên Hồ Hennie được khắc tại đại lộ danh vọng. Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả sáng suốt hơn khi bóc mẻ đây chỉ là một bức hình kỷ niệm đơn thuần. Hồ Hennie ngay sau đó cũng đã gửi lời cảm ơn tới hai người bạn của mình đã dành tặng món quà đặc biệt này.